Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngân hàng thương mại nhà nước để cho các đối tượng thu nhập thấp vay với lãi suất ổn định là 6% trong vòng 3 năm để mua nhà ở xã hội. Đó chính là nội dung của dự thảo thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố để lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo quy định rõ 3 nhóm đối tượng được vay vốn, đó là 1. Đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê mua nhà ở xã hội. Thứ hai là đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m² và giá bán là dưới 15 triệu đồng một mét vuông. Và thứ ba là các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo thông báo của Bộ Xây dựng. Ngân hàng Nhà nước sẽ dành tối đa 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngân hàng thương mại nhà nước thông qua hình thức tái cấp vốn. Đó là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. Về lãi suất cho vay, dự kiến áp dụng lãi suất ổn định là 6% một năm trong 3 năm. Dự kiến nếu được thông qua, thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 tới đây.